Alo. Yes. Và tôi quay trở lại với trận thi đấu này, đến với trận thi đấu thứ ba. Và bây giờ anh Lê Đức Anh. Và không biết anh em và những anh em đã cơm nước xong chưa? Và bây giờ anh Lê Đức Anh và hello anh bình luận viên như là em Linh Trang. Và như em Linh Trang thì cũng và có lẽ cũng đang cơm nước rồi. Và cũng inbox riêng bảo lát về ăn cơm rồi. Và Min Hoan. Rồi Minfo đối đầu với Min và Greg. Và nhìn qua trận đấu này thì nhà game thủ Teo một bài đấu Phoenicia cũng khá ổn. Và không nhìn được bài đấu chúng ta có thể không được và xung quanh là con cánh rừng. À, trận đấu này quyết định dừng đánh 26 dân. Đây là máy Hoàng Anh Nhi. Và trận này thì hệ quân thì tôi nghĩ trận này không biết game thủ Ken Z là người đánh với bao dân và sẽ đánh với chiến thuật gì. Zoganta, Alamas, Zoganta, Alamas, Lorry, Zoganta, Alamas,
Ice, mà là thì game thủ Hoàng Nhi đang chơi vào nhà game thủ 46. Rồi có cả game thủ Tếu tại đây. Rồi chuyển máy một chút màn hình máy Tếu nào. À, tờ này dường như là game thủ 46 được bạn vâng hề là người chưa có bánh xe. Chưa có bánh xe tờ này thì tờ hơi thốn rồi. Tại sao tình huống này không đứng sát những chiếc ruộng có thể chơi vòng bắn vào những chiếc ruộng để cho bạn yếu. Rồi Hoàng Minh Nhi. Ooh.